Rồi, đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá tường Tổ quốc. Hôm nay tiếp tục lên cho anh em một clip gồm những cây câu lua nha mọi người. Bên đây là những cây câu lua của hãng Kencast. Đây, những cây Kencast hãng Gold nè. Đó. Đây là Majagrab Abu. Bên đây sẽ có một cây Cadiz nha mọi người. Đó, Cadiz đời 2021. Etray Gamakatsu. Rồi, để shop vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi cũng clip shop lên á thì anh em cứ gửi về shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Để gửi cho mọi người xem cây thứ nhất. Thì cây thứ nhất gửi cho mọi người xem là một cây cần của hãng Kencast mọi người. Đây, một cây Kencast. Thì đây một cây Kencast máy đứng nhá. Một cây Kencast máy đứng. Đây. Chuyên về cho anh em lure nhé. Lure câu cảm giác. Đó. Thì cây này là một cây Kencast dài 1m8 mọi người, dài 1m8. Đọt là 1.8 mọi người, đọt 1.8 dài 1m8. Đó. Đây. Phen là phen Fusigon nha mọi người. Đó, Fusigon. Fusi nhá. Bát là bát thẳng, cán mút thì còn rất là đẹp nhá. Cây này thì mình lấy tới cửa hàng. Đó. Nói chung là cây này nói thiệt thì chỉ thiếu cái hộp thôi chứ tất cả còn lại là ok. Đó. Cần cực kỳ xuất sắc. Đây. Phen căn phen ok hết, rất là đẹp nhé. Thì cái này 1m8 thì cái này nó lua từ cái này lua mát đó, nó gây tầm khoảng 14g nha mọi người, nó tầm khoảng 14g đổ lại. Đó. Cái này nặng là 114g, lua mát là 14g. Cái này chuyên về cho anh em nào câu cá hanh, cá cháp, lua hanh, lua cháp nè, đó. Câu mang mồi giả cho anh em câu cảm giác cực kỳ ok luôn, đó. Cần rất là đẹp. Rồi, giá công khai cái thứ nhất, giá là 1.7.000 những người, 1.7.000 cộng ship cái thứ nhất. Tiếp theo cái số 2. Đó. Thì cái số 2 mình lên cho người quản một cây cành canh cá. Thì cái này nó còn hợp nha mọi người. Đó, còn hợp và còn túi luôn nè, đó. Đây, canh cá. Cần cái này thì lấy hàng trưng bày rồi, đó, hàng rất là đẹp, cần rất là đẹp. Thì cây này nó sẽ dài là 1m96 người, dài 1m96. Đây, cần đây, rất là đẹp nhé. Ni lông ở đây nó còn chưa tháo nữa nè, đó. Đây. Thì cây này dài là 1m96, cần này cần mấy ngang. Đọt của nó sẽ là 2.2 nha mọi người, đọt 2.2. Đây, bát canh cát nhé. Rất là đẹp. Cán bằng còn rất ok. Đó. Cây này nặng là 160g, độ cứng của cây này sẽ là độ cứng M nha mọi người. Đó, độ cứng này, độ cứng sẽ là độ cứng M. Thì cây này nó lua từ 7 đến 28g, line từ 10 đến 20 lb. Đó, cây này về cho anh em câu lóc là thả ra luôn. Phôi cần sẽ là phôi carbon. Keo chỉ ok, tất cả ok hết. Đó. Cần rất chi là đẹp. Đó. Có xây sát thì cái xác không đáng kể thôi. Đó. Đây. Cây máy ngang nhá, cho anh em về lúa lóc. Rất ok nha mọi người. Đó. Phen là phen Fuji nhá. Đó. Đây. Cây cát cần rất là đẹp. Phen đây. Đó. Trong phen ok hết. Thì cây số 2, giá công khai vẫn là 1.7 người, 1.7 cộng ship cây số 2. Cây cành cát dài 1m98, độ cứng M. Còn hợp nha nhau ơi, còn hợp còn túi. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 vẫn vậy, vẫn là một cây cần của hãng Kencast. Phen Fuji Silicon nè, đó. Cái cây này thì mình lấy về còn rất là đẹp, mọi người yên tâm. Đó, phôi thì rất là chuẩn rồi. Đó, khỏi chè đâu được. Thì cây Kencast này thì dạng cây này ngắn nha mọi người. Đó. Cây này độ cứng ML và cây này dạng ngắn. Thì cái này nó dài chỉ có 1m68 thôi. Đó, dài 1m68. Nặng là 115g, đọt 2.1. Và cái này độ cứng ML thì nó sẽ lua mồi từ 3.5g đến 10.5g nha mọi người. Đó, từ 3.5g đến 10.5g. Lai từ 6 đến 12 lb. Đó, tổng. Cái này anh em về đánh lốc đánh nhé hơi. Đó, rất ngon lành nhé. Đó, còn mấy ngang. Càng quá xuất sắc. Đó. Theo đánh giá cảm quan cá nhân thì cây này nó ra tầm khoảng 95%, 95-93%. Rất ok cây càng mọi người.
Rồi giá công khai cây số 3 giá sẽ là 1.500.000 người, 1.500k cộng tiếp cây số 3. Tiếp theo cây số 4, cây số 4 lên cho người vẫn là một cây Ken cắt đó. Thì đây phen cũng là phen Fusion đó. Thì cây Ken cắt này nó dài nha mọi người, cây này dài là 2m1 nhá, cây này dài 2m1 thuộc hãng Ken cắt. Đây Ken cắt German Grow nè mọi người, nó phôi cây này rất là xịn nhá. Phen xích gòn hết nha mọi người đó. Càng keo chỉ thì nguyên zin rất ok. Cây này dài 2m1, độ cứng của nó sẽ là độ cứng M nha mọi người đó. Độ cứng M, bát ngon lành nhá. Cái ni lông cái này người ta chưa tháo luôn nè đó. Thì cây này dài 2m1, nặng là 170g, đọt 2 ly. Thì cây này độ cứng M thì nó tải mồi từ 10.5g đến 21g nha mọi người đó. Tải mồi từ 10.5g đến 21g, tải dây từ 10 đến 20 lb. Rồi giá công khai cây số 4 giá là 1.400.000 nha mọi người, 1.400k cộng ship. Cây số 4 càng rất ok nhé. Tiếp theo cây số 5, cây số 5 lên người vẫn một cây cần của hãng Ken Cat đó. Thì đây mọi người, cây số 4 á, thì cái trên đây nó bị mất cái tem này mọi người đó, thấy không? Đây mình nó gõ nhé, bởi vậy nó có giá 1.400.000 đó. Cây này thì nó đủ tem hết. Rồi tiếp theo cây số 5, cây số 5 lên cho người vẫn là một cây hàng của cảng Ken Cat đó. Cây này thì nguyên zin hết luôn, ni lông trên đây chưa tháo nè, ni lông dưới đây vẫn chưa tháo luôn đó. Phen là phen Fuji Silicon nè đó, phen Fuji hết nha mọi người đó, chứ không phải là phen hãng đâu. Cây này vẫn có chiều dài sẽ là 2m1 nha mọi người. Cây này hay chiều dài 2m1, nặng là 160g, đọt cây này sẽ là 2.3 nhé, đọt cây này là 2.3. Đó, đây phen xích gòn nhá, buồn ra đây mọi người đó. Cần rất là chi là đẹp luôn đó. Thiệt thì cái này nó thiếu cái hộp thôi. Cây này thì mình cũng bán mấy cây rồi, anh em về đánh lóc phản hồi rất ok nha mọi người đó, phản hồi rất là chất lượng đó. Thì cây này nó lua từ 10.5g đến 35g, độ cứng này nó khoảng tương đương tầm khoảng MH nha mọi người, độ cứng tương đương với MH. Cái này lai từ 12 đến 25 lb. Rồi giá công khai cây số 5 giá 1.700.000 người, 1.700.000 cộng ship cây số 5 đó. Mấy cây này về đánh là rất là châu bò luôn đó mọi người đó, rất là bền. Cây số 5 1.700.000. Tiếp theo cây số 6, cây số 6 gửi cho mọi người là một cây cần Mayagrap. Cây này thì mình sell luôn nha mọi người đó, giảm giá luôn. Thì đây một cây cần Mayagrap Squat đó, đây mọi người một cây mày rap Squat. Thì cây này bát của nó sẽ là bát Fuji nha mọi người, bát Fuji, phen là phen Fuji Sit nhá. Đây phen Fuji Sit, đây cán này nó chưa tháo ni lông nè đó. Thì cây này nó còn túi zin thì theo cần luôn. Phôi là carbon nha mọi người, phôi carbon đó. Đây Squat, khúc trên này nó sẵn rất là đẹp nha mọi người. Bu chống sẵn. Thì cây này nguyên zin nha mọi người, không lỗi gì hết đó. Thì cây này nặng là 170g, đọt 2 ly 2, dài là 1m98 nhé, dài 1m98. Thì cây này độ cứng của nó sẽ là độ cứng M đó. Độ cứng của nó sẽ là độ cứng ML nha mọi người, độ cứng của nó sẽ là độ cứng ML. Và cái này lua từ 5.25g đến 10.5 đến 14g nha mọi người. 5.25g đến 14g. Cái này lai be của nó thì nó lai từ 3 đến 6 nha mọi người. Đó, cần Majorap Fenxit. Thì cái này lấy từ thị trường Nhật về. Đây là một cây hàng của Việt Nam sản xuất, nhưng mà shop lấy từ thị trường Nhật về nha mọi người. Đó, còn tối luôn. Cần rất chi ok. Nó có xe xác ít thôi. Cây này cho anh em nào câu lóc dạng câu trải nghiệm á, ok ngon lành đó. Một cây cần phôi carbon nè, phen xít nè, bát Fuji. Giá cây này mình bán với giá dạng thanh lý giống người, giá 1.300.000 người đó. Cây số 6 giá 1.300.000 nhé, càng rất ok nha mọi người. Tiếp theo sẽ là cây số 7 giống người đó.
Cây số 7 thì gửi trong người là một cây cần của hãng Abu đó, một cây hãng khá là tiếng. Đây cây này còn túi zin theo cần nhé. Đây một cây Abu đó. Đây nó còn thông số rõ ràng hết. Thì cây này một cây Abu, dài của nó sẽ là 2m11 cho người đó, dài 2m11, đọt của nó sẽ là 1.8. Thì cái nền độ cứng của nó sẽ là độ cứng M, nên nó lua từ 5.25g đến 21g nha mọi người đó. Từ 5.25g đến 21g. Cái này nặng của nó sẽ nặng là 124g nha mọi người đó, nặng 124g. Đây còn túi còn hộp, còn túi còn sách hướng dẫn luôn đó. Cái này là cây số 7 đó. Đây mấy cây Abu này thì rất là xịn này đó. Phôi của cái này sẽ là phôi nano nha mọi người, phôi nano carbon. Đây càng rất là đẹp nhé. Abu đó. Phen micro nha mọi người đó. Phôi sắn, bu chống sắn có định vị luôn. Rất là đẹp. Thì cây Abu này được sản xuất tại China nha mọi người, xuất cho thị trường Nhật đó. Cần khỏi chê đâu được. Bát của cần sẽ là bát Fuji nha mọi người, bát của cần sẽ là bát Fuji. Đây đó. Đây cái định vị lóng luôn. Rồi giá công khai cây số 7 giá 1.7 triệu người, một cây Abu, độ cứng sẽ là độ cứng M, dài 2m11, cần máy ngang nhé. Tiếp theo cây số 8, cây số 8 gửi cho mọi người là một cây cần Abu đó, một cây Abu máy đứng nhé, một cây Abu máy đứng. Thì đây một cây Abu máy đứng hàng xuất cho thị trường Nhật nha mọi người đó. Đây một cây Abu Hotin, đây tên của nó đây mọi người, tem hoàng nhé, Abu đó. Thì cái này nó còn túi luôn, nó còn túi. Thì cái này chuyên về cho anh em nào câu lóc, câu chẽm nè, đã câu chẽm, câu hanh, câu cháp. Cái bát của nó rất là hay nha mọi người, bát nó có tiếng rắc nè. Chẳng nó sẽ nghe kêu. Đây. Phôi là phôi carbon nhé, phôi carbon. Thì đây một cây Abu dài 1m98. Đó, dài 1m98. Đọt của cây này sẽ là 1.7 nhé. Đọt 1.7 và cái này nó nặng là 119g đó, tương đối nhẹ nhé. Phôi là chuẩn chỉ rồi, không độ chế gì hết đó. Phen của nó sẽ là phen Fuji Sheet nha mọi người, phen Fuji Sheet chân đen đó, phen rất là xịn đó. Đó. Thì cái này độ cứng sẽ là độ cứng ML, nó lua từ 1.75g đến 10.5g nha mọi người đó. Đây like từ 3 đến 10 lb. Rồi giá công khai cây số 8 giá 1.6 triệu người, 1.6 triệu cộng ship. Đây 1.6 triệu là một kỳ, anh em sẽ có một cây cần Abu nè, phôi carbon nè, phen ship nè, rất là xịn sò. Ngoại hình cây này thì rất là đẹp đây đó, khỏi cỡ bằng đựng gì nhiều đó, rất chi là ok cái cần, quá ok luôn. 1.6 triệu người, cây số 8. Tiếp theo cây số 9. Thì cây số 9 gửi cho mọi người là một cây cần của hãng Gamakatsu đó, một cây hãng khá nổi tiếng. Thì cây này còn túi luôn nhé, cây còn túi luôn. Gamakatsu thì hàng xịn đây đó. Phen là phen Fuji Sheet, bát là bát Fuji tem hoàng đó. Hàng này hàng nội địa nha mọi người đó, một cây Gamakatsu. Thì cây này là dài là 1m89 nha mọi người. À, một cây Gamakatsu dài 1m89. Nặng sẽ là 75g. À, đọt sẽ là 0.8 và đọt cái này sẽ là đọt đặc nhé, đọt đặc. Đây, phen nó đây mọi người. Hàng nguyên zin nhé. Phen ship đọt đặc. Cái đọt này là anh em bao anh em đánh luôn. Đó. Rất là khó gãy và độ đanh của nó rất là cao nha mọi người. Đó, rất là đanh và nảy. Đó. Cái này cho anh em về anh em câu đầm, anh em câu cá bóng đục nè, câu cá hanh, cá cháp, rất là ngon nha.
anh em lua suối cũng được, lua suối cầu phi ngon lành nhá, hàng bao anh em cảm giác luôn. À, nghe mặt cao su thì cái này nó lua từ 0.5g này mọi người, nó lua từ 0.5g đến 5g, like từ 2 đến 4 lượt b, like be từ be 0.4 đến be 0.8, từ 0.4 đến 0.6 chứ. Thì cái này độ cứng nó tương đương tầm khoảng UL nha mọi người, độ cứng tương đương tầm khoảng UL thôi. Đó. Nó xây sát ít trên đây thôi, đó, ngoại hình trên đây nó xây sát một ít thôi. Đó. Do trong quá trình vận chuyển về. Rồi, giá công khai cây số 9, giá là 2.500.000 ngay, 2.500k cộng ship cây số 9. Đó, một cây cần khá là VIP nhé. Tiếp theo cây số 11. Cây số 9 là cây số 10. Cây số 10 gửi cho mọi người là một cây cần của Shimano Agri. Đó. Đây, cây này còn túi luôn nhé. Thì cây Shimano Agri này thì cũng dạng hàng hiếm rồi. Đó. Thì hàng hiếm vì cây này là một cây đọt đặc nha mọi người. Đó, đọt thấp mà thấp đặc luôn. Đó. Đây. Rất là xịn nhé. Rất ít cần có. Đó. Agri thì nó chỉ có cái mã này là có đọt đặc thôi. Thì đọt này là đọt nguyên zin nha mọi người, nguyên zin từ hãng. Đó, đây. Nguyên khúc đọt đặc. Thì cái đọt đặc này nó tạo cho anh em cảm giác kéo cá rất cà phê nha mọi người. Đó, nó dịu, nó dịu theo con cá. Đó. Đây. Đây, test đọt cho anh em xem. Đó. Thì đây một cây Shimano Agri dài 1m91 nha mọi người, dài 1m91. Nặng sẽ là 94g. Và cái này đọt của nó sẽ là 1 ly nhá, đọt 1 ly. Đó. Phen của nó sẽ là phen Fujishit nè, đó. Corapoy carbon sáng ít nè. Đây. Đó, phen Fujishit poi carbon sáng ít. Bassi 4 cộng, đó. Thì cái này độ cứng của nó sẽ là độ cứng L và nó lua từ 2.5g đến 10g. Like từ 3 đến 6 lb. Đó. Thì hàng Agri này được hãng sản xuất tại China, xuất cho trường Nhật nha mọi người. Tổng thể ngoại hình thì còn rất là đẹp. Đó. Đây. Rất chi ok nhé. Cái này anh em về mà anh em lua chẽm nè, đó, câu cá măng, cá hanh, cá cháp, đó, rất là phê nhé. Ngon lành cành đào luôn mọi người. Đó. Đây. Cần ship nha. Cần nguyên zin từ A tới Z nha mọi người. Đó. Nó có mấy cái lỗ, mấy cây xước sát chỉnh cây chỗ này một tí thôi, phần còn lại rất là đẹp. Cán bằng còn rất là mới. Rồi, giá công khai cây số 10, giá là 2.800.000 người, 2.800.000k cộng ship. Tiếp theo cây số 11, cây cuối cùng. Thì cây cuối cùng lên cho mọi người là một cây cần rất là xịn sò, một cây cần máy ngang hãng Shimano. Cây này một cây cần Cadiz nha mọi người, một cây Cadiz. Thì đây một cây Cadiz đời 2021. Đó. Đây, cán là cán hở của Shimano nè mọi người. Đó. Rất là đẹp nhé. Đây. Đây một cây cần máy ngang nha mọi người, máy ngang Cadiz. Thì cây này nó dài 1m93 nha mọi người, dài 1m93. Nặng sẽ là 92g. Đọt của nó sẽ là 1.3 người, đọt 1.3, bát là bát C 4 cộng. Phen của nó sẽ là phen Fujishit, foil là foil sáng ít, Hiboa ít. Đây Cadiz. Cái này anh em hợp màu đỏ thì lấy cái này. Đó. Cái khúc này nó màu đỏ nè, rất là đẹp nhé. Hồi sẵn cực kỳ ok, phen thì nguyên zin hết luôn. Đó, bộ nguyên zin nha mọi người. Đó, cần thì mình lấy từ thị trường Nhật về nên độ mới cái này nó rơi tầm khoảng 93-95%. Đó, mấy cây cán bằng này anh em mà sử dụng nhiều á nó sẽ lẩm chẩm, sẽ cũ liền, mà cây này anh em nhìn không, còn rất là mới luôn. Đó, rất là xịn nhá. Thì cây này độ cứng sẽ là độ cứng ngang L mọi người, độ cứng sẽ là độ cứng ngang L vì nó lua từ 1.5g đến 7g, like từ 2 đến 6 lb nha mọi người. Đó, cây này anh em
luôn mà giả là ngon lành lắm mọi người. Đó, càng rất là đẹp. Rồi, giá công khai cây số mua 1, giá sẽ là 3,3 triệu nha mọi người. 3,3 triệu cộng ship cây số mua 1. Rồi. Rồi, đó tổng cộng mua 1 cái căn sắp lên mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng có thể chốt, để là shop số điện thoại, shop tự động liên hệ với mọi người nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người. Hoặc mọi người có thể liên hệ số điện thoại shop để góc này màn hình nhé. Rồi, cảm ơn nhé.